Chào mọi người. Cuộc sống độc thân buồn lắm phải không? Nhưng với mình thì cho đến hiện tại này, mình cảm thấy nó rất là bình thường. Bởi vì mình nghĩ cuộc sống này nó vốn muôn màu, buồn vui do con người tự tạo. Nếu chúng ta biết chấp nhận cuộc sống hiện tại mà chúng ta biết tạo niềm vui cho nó, thì cuộc sống nó sẽ vui vẻ, mặc dù chúng ta đang sống trong sự cô độc hay là đang sống trong một mái ấm gia đình hạnh phúc, thì cái niềm vui nó cũng như nhau cả thôi, đúng không ạ? Tạo hóa sinh ra con người cho chúng ta hai điều lựa chọn: một là cuộc sống độc thân, hai là cuộc sống có gia đình hạnh phúc, có vợ có chồng có con. Tuy nhiên bạn không thể nào cùng lúc chọn cả hai được, đúng không ạ? Nếu bạn muốn cuộc sống tự do thì bạn phải chấp nhận sự cô độc. Nếu bạn muốn cuộc sống gia đình hạnh phúc, có vợ có chồng có con, thì bạn phải chấp nhận sự ràng buộc, đúng không ạ? Đó là quy luật, chứ bạn không thể nào chọn cùng lúc cả hai được. Tuy nhiên cũng còn có rất nhiều bạn khi cô đơn thì lại muốn có một tình yêu, có một gia đình hạnh phúc, mà khi có tình yêu rồi thì lại muốn sự cô đơn. Những bạn này thì cuộc sống của họ luôn mâu thuẫn với chính chính bản thân họ. Mãi mãi bạn sẽ không bao giờ tìm được cái gọi là niềm vui cao nhất của cuộc sống, cái gọi là tuyệt đỉnh của, cao nhất của sự hạnh phúc. Và mãi mãi bạn cũng chỉ sống trong sự nửa vời, và cuối cùng bạn cũng chỉ dừng lại ở sự nửa vời mà thôi, đúng không ạ? Mình đã từng trải qua những cuộc tình, cũng yêu thương, cũng chờ đợi, cũng đau khổ và cũng hạnh phúc. Cho đến bây giờ mình mới cảm nhận ra rằng con người không nhất thiết phải có gia đình, có cặp, có đôi mới vui được. Người độc thân họ cũng có cái vui riêng của họ và có nỗi buồn riêng của họ. Và người gia đình, có gia đình cũng vậy, họ cũng có cái niềm vui riêng của họ và họ có những cái nỗi buồn riêng của họ, đúng không? Người độc thân họ sống đến cuối đời, sống có một mình, và đến khi chết ra đi cũng một mình, không phải vướng bận với ai. Người độc thân muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về, muốn làm gì làm, tự mình quyết định. Lỡ mai trên đường họ gục ngã đi thì họ cũng chỉ để lại sự thương tiếc của gia đình, của cha mẹ, của anh em, bạn bè thôi, không phải để lại gánh nặng gia đình cho vợ con, đúng không ạ? Tuy nhiên cái buồn của họ là những lúc đau bệnh không ai lo, những lúc bạn họ thành công hay thất bại, khi xa gia đình cũng không có ai để chia sẻ, họ chỉ biết ôm một mình niềm vui một mình và ngậm dấm những nỗi buồn một mình, rồi tự cho qua đi, tự tìm cho mình những cái niềm vui trong cuộc sống hiện tại và rồi cũng quen đi. Cái quan trọng là mình có chiến thắng được bản thân của mình hay không. Lỡ mai số phận chấp đặt bạn vào một cuộc sống cô độc thì bạn cũng nên chấp nhận, đừng nên chán nản, mà hãy biết chấp nhận nó và biết tạo cho cuộc sống của mình có những niềm vui. Còn đối với những người có gia đình thì họ cũng có cái niềm vui riêng và có những nỗi buồn riêng. Ví dụ như là người có gia đình, chiều chiều vợ chồng dẫn nhau, như những ngày cuối tuần đi, vợ chồng dẫn nhau đi công viên, đi bơi, hay đâu đó có cặp có đôi,
có những bữa cơm vợ chồng con cái quây quần nhau rất là hạnh phúc. Nhưng nếu như gia đình không hạnh phúc thì nó cũng giống như một cái địa ngục trần gian. Người chồng hoặc người vợ đi đâu cũng phải lo là ở nhà chồng con hoặc vợ con đang đợi, hoặc là bất đồng những ý kiến trong cuộc sống. Nó cảm thấy rất là ngột ngạt, muốn làm gì cũng không được, muốn đi đâu cũng khó. Đúng không ạ? Nó nhiều cái vấn đề lắm. Vì vậy mà chúng ta cần phải biết làm gì để cho cuộc sống hiện tại chúng ta có niềm vui. Khi bạn có gia đình thì bạn phải biết chấp nhận cuộc sống gia đình hiện tại của mình. Người bạn đời của mình sẽ là người bạn đồng hành với mình cả cuộc đời. Vì vậy chúng ta không nên hơn thua, mà cũng không nên chán nản, mà phải biết vun vén cho nó luôn luôn tốt. Nó còn hạnh phúc, nó cũng giống như một cái cây. Nếu mình thấy nó đang tươi xanh mà mình không bón phân cho nó thì theo thời gian nó cũng sẽ héo dần đi, đúng không? Nó héo dần và nó lụi tàn đi. Khi nó tàn đi, nó chết rồi, muốn cứu nó lại khó lắm. Khó có phép màu, khó có thuốc tiên lắm. Vì vậy mà chúng ta luôn phải luôn biết biết cách vun vén cho nó, mà nó luôn phải tốt như từ ban đầu. Mình từng thấy một cặp vợ chồng tới già, khi họ đến cửa hàng của mình ngày 20 tháng 10, ông chồng dẫn bà vợ tới mua tặng cho bà vợ một cái bộ hát dàn karaoke gia đình. Thấy người vợ nũng nịu giống như là cặp vợ chồng mới cưới. Ông chồng thì chiều bà vợ đúng nghĩa ngày 20 tháng 10. Hai ông bà yêu nhau mặc dù họ đã bên nhau bao nhiêu năm rồi. Ông chồng nói bao nhiêu năm nay bà đều như vậy nhưng bà dễ thương lắm. Nhõng nhẽo gì đó nhưng mà biết quan tâm, biết lo cho chồng con lắm. Cuộc sống nó là như vậy à bạn ạ. Khi một người cho đi, niềm vui là cho đi, thì bên nào cũng cho đi hết. Thí dụ như là khi người ta mang đến tình yêu cho mình thì mình phải biết trân trọng cái tình yêu đó, đúng không? Khi một người chồng đang rất là yêu thương người vợ thì người vợ phải đáp lại cái tình cảm đó thì nó mới vững bền được, chứ không phải là ổng đang yêu mình phải làm đúng làm điều với ổng, muốn gì cũng được, muốn hành hạ, muốn chửi bới, muốn gắt gỏng gì cũng được, tại vì ổng đang thương mình. Nhưng cái đó là sai lầm rồi. Nếu như bạn coi thường tình cảm người khác thì theo thời gian người ta gọi là tức nước vỡ bờ. Đúng không ạ? Ok, mình đã nói nhiều quá rồi, tại mình đang nói về vấn đề giữa độc thân và gia đình, có gia đình. Một trong hai con đường bạn phải lựa chọn. Vì vậy mà mình chỉ mong rằng những người độc thân thì chúng ta cũng nên chấp nhận cuộc sống độc thân, và chúng ta biết tạo cho mình một niềm vui trong cuộc sống để cuộc sống này nó có ý nghĩa hơn. Gia đình cũng an tâm về mình, xã hội cũng an tâm về mình, chứ không phải mình sống độc thân một mình rồi chán nản, rồi buông thả, rồi làm những điều nó gọi là tệ nạn của xã hội thì nó không hay lắm. Cuộc sống này nó không có ý nghĩa. Mình tự hào là khi mình bước chân ra khỏi nhà xa gia đình năm mười mấy tuổi rất là nhỏ, tự làm tự nuôi bản thân cho đến bây giờ đã 40 tuổi rồi. Tự học hỏi, tự đi học, tự học hỏi, tự bươn chải và tự tìm công việc cho mình, và cuối cùng mình dừng lại ở công việc kinh doanh.
nhiều lúc mình cảm thấy rất là vui, tại vì mà mình thích làm thì mình làm. Thí dụ như đang trên đường đi, gặp một cái hoàn cảnh nào đó rất là thương tâm, nhiều khi trong cái ví còn vài trăm ngàn thôi, móc ra mình cho hết, có mình về nhà ăn mì gói cũng được, không sao. Nhưng mà nếu có vợ con thì mình không làm được điều đó. Khi mình cho đi rồi, mình cảm thấy người ta vui, người ta vui một, bản thân mình vui tới 10. Bởi vì hạnh phúc là cho đi. Và không nên là mong muốn nhận lại, thật sự ra mình đã nhận lại rồi. Bởi vì Thượng Đế rất là công bằng. Còn đối với những bạn mà đã có gia đình, thì khi chúng ta đã chọn đó là gia đình của mình, thì cũng không nên có những suy nghĩ là chán nản, mà chúng ta hãy biết chấp nhận đó là cuộc sống của mình. Làm như thế nào để mình tạo được cái yêu thương nó quay về như lúc đầu cho bản thân mình và cho người bạn đời của mình, thì cuộc sống nó sẽ rất là có ý nghĩa, với bạn sẽ rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lâu lâu buồn lên đây chia sẻ, nếu có gì nói sai thì cũng mong các anh chị cô chú và các bạn thông cảm bỏ qua cho nhé. Và cũng mong mọi người luôn ủng hộ kênh của Studio Tần Nguyễn cũng như các sản phẩm của Studio Tần Nguyễn. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Studio Tần Nguyễn rất là lâu. Có những lúc mình không trả lời kịp, không nghe điện thoại được, thì cũng mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Bởi vì có một mình mà quản lý hệ thống hai ba nơi thì nó cũng kẹt lắm, nhiều lúc cũng phải đi ra ngoài đường. Tại vì bà con cô bác khách gần, khi đến cửa hàng hoặc là muốn mua một sản phẩm nào đó cũng chỉ muốn gặp mình. Một mình thì không thể nào chia sẻ, chia ba đầu sáu tay được. Mình chỉ mong là mọi người khi đến cửa hàng mua có một cảm giác thật là thoải mái nhất và vui vẻ nhất để lựa chọn sản phẩm, đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Chúc cho mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình của mình. Những người có gia đình thì sẽ có một buổi chiều thật là vui bên chồng bên con, ăn bữa cơm cuối ngày. Còn những người độc thân khi chịu khó đi ăn cơm một mình giống mình vậy đó. Bữa nay bị sự cố là phải ăn cháo, tự mình đi mua cháo về nấu, tự mình đút cho mình ăn luôn. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Bye bye.